Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về cũng một lô đồ gốm nha, với đồ đồng, với đèn dầu để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1A đầu tiên. 5 cái ly và một cái bình để giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Đó. Bộ bình trà này cũng rất là đẹp luôn cho cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Đó, cái này là tô son dễ dàng nha cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp, liền lạc và lành lặn luôn. Hàng này tàu xưa nha. Đó, thập niên cũng khoảng cỡ 3-40 năm rồi, 20-30 năm. Đó, cao là 7 tấc, 7 phân nha, 7 phân, miệng cũng là 7 phân luôn. Bình này được hơn nửa lít nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 900 ngàn bao ship toàn quốc nha. Đó, 900 bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, tới mã số 2. Cũng là 5 cái ly và một cái bình luôn. Đó, bình này cũng là nửa lít luôn nha. Đó, đường kính miệng á, là 9 phân, cái này có nắp luôn cho cô chú chị mình ha. Chiều cao cũng là 6 phân, hàng này cũng là tàu xưa luôn. Dẻ tay nha. Đó, cũng là 900 ngàn một bộ này. Em bao ship toàn quốc cho quý cô chú chị mình luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Cao là 1 tấc 2. Đây, đường kính miệng là 1 tấc 3. Hàng thì liền lạc lành lặn luôn nha. Đó, cái này là gốm sứ Pháp cho quý vị mình ha. Ở trên thì đắp nổi bông hồng rất là đẹp, mã số 3 à. Đây, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cái thố này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700 ngàn. Em bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Mã số 4 đó là một cái tô nha. Đó, hàng này là hàng tàu xưa nha cô chú anh chị mình ha. Thập niên 90, hoa văn vẽ tay, đường kính là 2 tấc rưỡi, chiều cao này là 5 phân. Tô này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600 ngàn em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó, mã số 5, 5 cái dĩa nha. Đó, cũng là hoa văn vẽ luôn. Đây, dĩa này là của Mỹ nha cô chú anh chị mình ha. Đó, hàng này cũng là bao xưa. Đây, đường kính là 2 tấc 1 nha. 5 cái này thì em giao lưu là 500 ngàn em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đây, tới mã số 6, cũng là một cái dĩa tàu xưa, dĩa tay, đường kính là 3 tấc 2. Đó, cô chú anh chị mình xem đế dưới giùm em nha, liền lạc luôn. Đó, bao đẹp. Đó, cũng là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 7, một cái dĩa vẽ sơn thủy nha cô chú anh chị mình ha. Đó, sơn thủy rất là đẹp. Đó, cũng là liền lạc nguyên si luôn. Đường kính là 3 tấc 8, mã số 7. Cái này cũng là 600 ngàn luôn nha. Bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đó. Đây, tới một cái khay nha, để đựng mứt cho quý anh chị mình ha. Đường kính là 3 tấc 4. Đó, cũng là nguyên si là lặn luôn. Đó, bông đào đỏ rất là đẹp luôn, mã số 8. Đây, đế dưới của quý anh chị mình xem giùm em ha. Đó, có mộc logo luôn, có nó dưới luôn. Đó, men gạn rất là đẹp luôn. Đó, khay này thì em giao lưu là 700 ngàn bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, tới mã số 9, những cái dĩa bằng pha lê. Đó, rất là đẹp, liền lạc luôn nha. Mã số 9, dĩa pha lê 2 tấc 9. Đó, đây, rất là đẹp. Dĩa này thì em giao lưu là 500 ngàn bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đây, cũng là tới một cái dĩa pha lê luôn. Mấy cái này mà để đựng mứt Tết hoặc là dựng chân trái cây rất là đẹp như quý anh chị mình ha. Đó, 3 tấc 1. Đó, mã số 10 cũng là 500 ngàn luôn nha. Em bao ship cho quý anh chị mình luôn, những cái pha lê không rất là đẹp. Mã số 11, đường kính là 3 tấc 6. Đó, cái này phía sau ẩn giống như là một bức tranh 3D vậy đó nha quý anh chị mình ha. Pha lê làm rất là đẹp. Mã số 11A có giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Đây, một chục cái dĩa Nam Bộ nha, con gà. Đó, đường kính là 2 tấc. Dĩa thì cũng còn liền lạc luôn. Đó, dẻ tay không nha. Đó, một chục cái dĩa này thì có giá là 500 ngàn em bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, 500 em bao phí ship luôn. Đây, một cái bình. Đó, gốm Biên Hòa, bên đây là bị lỗi lò nha quý anh chị mình ha. Đó, cũng còn lành lặn, cũng khá là cao, vẫn xài được, cao là 4 tấc nha, vẫn xài tốt bình thường.
Đó, cái này thì có giá là 700.000 em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đây em còn một cây cân giá, cây cân đòn. Đó, chất liệu là bằng inox. Đây. Đó, cân là cân cái dầu, được đường kính là cân được 100 kg nha, đường kính là 7 tấc 3. Đó, được 100 kg. Mã số 14A, cây này là có giá 1 triệu, còn có một cây duy nhất nha. 1 triệu em bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn. Một cái bằng ủi con gà đồng cán đồng. Đó, trọng lượng nặng là 1,6 kg, mã số 15K. Đó, còn một cái duy nhất em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn cũng có giá là 1,3 triệu bao ship toàn quốc nha. Đó, 1,3 triệu. Mã số 16K, một cái khuôn bánh kẹp cho cô chú anh chị mình ha. Bánh kẹp cú. Đây là bằng đồng nha, cán này thì bằng cây hoặc là một khúc sắt nữa nha. Chỉ có là cái vòng đồng thôi, đường kính 1 tấc 7. Đó, khuôn bánh bông lan này rất là liền lạc, là lặn luôn nha quý anh chị mình ha. Mã số 16, có giá là 1,1 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Mã số 17, đó chính là một cái khuôn bàn tính. Đây, đó, chất liệu của nó luôn thì để em báo cho quý anh chị mình ha. Đường kính là 3 tấc 7, chiều dài, bề ngang là 1 tấc 9. Đây, chất liệu những cái con nút này là bằng gỗ chắc nha. Còn những cái song tiện này là bằng đồng hết. Đó, khung ngoài này là bọc đồng hết cho cô chú chị mình xem bên đường khung ngoài nè. Nó đều là bọc đồng hết nha, rất là đẹp. Liền lạc luôn. Đó, lành lặn tuổi đời thêm bao trên 50 năm bằng gỗ chắc nha. Cô chú chị mình lưu ý giùm em là bằng gỗ chắc này, là hàng này là em bao chuẩn xưa. Đó. Đây, còn phía trong này là những cái song tiện này là đều là bằng đồng hết. Đó, cái này thì em giao lưu là 1,8 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, gỗ chắc là em bao những cái nút. Trọng lượng nặng là 2,2 kg. Mã số 18A, một cái bình bông vỏ đạn 105 ly. Đó, hàng này em bao là 105 ly luôn nha. Cao là 2 tấc 7, đường kính miệng là 1 tấc 3. Gần Tết của chú anh chị mình đó, mua bình bông gió đạn về mình chưa đánh bóng lại mình trưng Tết là rất là đẹp luôn. Đây, ở dưới đây nó đóng là 1945. Trên đây là 105 ly. Đó, của chú chị mình xem giùm em nha. Hàng nguyên si là lặn luôn. 2,8 triệu bao ship toàn quốc, mã số 18A. Mã số 19A. Cao cũng là 2 tấc 7, đường kính miệng là 1 tấc 4, cũng là bình bông vỏ đạn 105 ly. Đó, cái này thì nó hơi mờ cái đích hơn chứ em chưa chùi rửa nha. Trọng lượng nặng cũng là 2,2 kg, gần 2,3 kg nhưng mà em tính 2,2 kg thôi. Cũng là 2,8 triệu em bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Một cám tiểu nhị, đó, mã số 20A. Chiều cao của nó luôn là 3 tấc 3, chất liệu bằng đồng nguyên con. Trọng lượng nặng là 1,9 kg. Đó, vẫn xài tốt bình thường. Cây này, cái này thì em giao lưu là 1,5 triệu em bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 64 64. Đó là số Zalo và Facebook. Một cái phù điêu đá mã số 21A, quýnh bằng chung chén rất là hay. Đó, đây cái gì mà xem giùm em nha. Đó. Đây, tại nhiều khi á, chưa chùi rửa vệ sinh nha cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Em test thử cho cô chú chị mình xem và coi nha. Đó. Đây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Phù điêu đá này em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 12,5 triệu bao ship toàn quốc, chuẩn đồ xưa nha. Đó, bao cho chúng mình là chuẩn đồ xưa luôn. Mã số 22A, bộ lư nha của chúng mình ha, lư tròn. Chiều cao là 8 tấc, bề ngang của nó luôn á là 5 tấc 7. Đây. Bộ này trọng lượng nặng khoảng tầm từ giá là 20 mấy kg nha của chúng mình ha. Đó, nội mà cặp chân đèn không là nó 9 kg rồi, là không có ba vớ nha. Bao đánh bóng và bao phí ship luôn. Đó, trước mặt bộ lư này là sông Long Chanh Châu nha quý chú anh chị mình ha, rất là đẹp, không có ba vớ.
Lân thì giao tử. Đây, hai bên là hai con rồng nữa nha. Đó, liền lạc là lặn luôn. Đó. Đây, bỏ hai cái đó xuống coi. Đây, bỏ lên cây cân thứ coi nha. Đó. Đây, để em cân thử nha. Cân thử bộ lư này á, là nó trọng lượng nặng là 20kg, nữa là 29kg. Bộ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 18 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình ha. 18 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 6464. Đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quảng, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. 23K, đó chính là một cái đèn dầu. Đó, màu là pha lê vàng nha. Đó, rất là đẹp luôn, chưa chùi rửa vệ sinh luôn nha. Chân là Atimon, rất là đẹp. Màu là nửa lít nha. Đường kính bầu là 1,5 tấc. Chiều cao của nó luôn là 6,5 tấc. Cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đó, có giá là 3,3 triệu, bao ship toàn quốc nha. Đó, cây mã số 24A. Đây, bầu trái bí nha. Đường kính bầu là 1,6 tấc. Chiều cao của nó luôn là 5,2 tấc. Đó, ống khói thì có logo bình thường nha quý anh chị mình ha. Đó, chân là Timon. Cây này cũng là giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng giá là 3,3 triệu, bao ship toàn quốc. Chứ còn có hai cây là bầu pha lê thôi nha. Đây, cái này là bầu gốm sứ nha. Đây, mã số 25A. Cây này cao là 48. Đây, được 1 lít dầu nha. Đây, liền lạc là lặn luôn, vẫn xài tốt bình thường. Nói chung là không có bị bể nứt gì hết. Đó, ống khói vẫn còn logo hơi mờ. Cái này là em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 1,9 triệu, bao ship toàn quốc nha. 1,9 triệu. 21K, đó, lên cái kia luôn. Đó, hai cây này là một cặp này nha cô chú anh chị mình ha. Rất là đẹp, tuy ống khói nó khác nhau nhưng mà kiểu mẫu mã nó giống nhau nha. Một cây thì đánh bóng sơ lại rồi, còn một cây là chưa đánh bóng còn nguyên zin luôn. Đó, hai cây này là kích cỡ bằng nhau của chú chị mình, có thể là mua một cặp về để rất là đẹp luôn nha. Ống khói thì em sẽ lựa ống khói bằng nhau cho chú chị mình luôn, có thể là được nha. Đó, 26-27, một cây là 2,1 triệu, bao ship toàn quốc 2,1 triệu, bao phí ship cho quý của chú chị mình luôn. Đó, mã số 28K. Đây, một cây Aida. Nói chung là chất liệu bằng đồng nguyên cây nha. Rất là đẹp, chỉ có nắp trên này là lai, nắp nhạo này lai. Đó, 28K, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 1,9 triệu, bao ship toàn quốc nha. Hiệu Aida nhớ, nhưng mà đồ lai của nó khoảng cỡ 80%. Còn đây là cái cây China, tàu xưa. Nhưng mà đặc biệt là cô chú anh chị mình lưu ý cái bầu này là bầu thao nha. Nó qua đây hồi thờ trước năm 75. Đó, chứ không phải là mới qua đây nha. Cô chú anh chị mình lưu ý giùm em. Đó, bầu này là bầu thao. Còn có dẫn hàng bầu mới bây giờ luôn, vẫn có luôn nha. Nhưng mà bầu là bầu sắt. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Nắp trên này là nắp này á, là em thay đổi lại nè, em xi lại nha. Nắp nhạo cũng như vậy luôn. 29K em giao lưu là 1,3 triệu, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình ha. Em bao đầy đủ linh kiện cho quý cô chú anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 806464. Đó là số Zalo và Facebook. Mã số 30K, một cái máy hát đĩa. Đó, máy này chắc của Đức nha cô chú anh chị mình ha. Hàng này là nguyên zin, em bao cho chú anh chị mình luôn. Máy móc là không tu dồn. Đó, bề ngang của nó luôn là 8,5 tấc. Đó, chiều ga là 4 tấc nha. Chiều cao á là 87. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đây nó có hai cửa. Đây là máy hát đĩa ở dưới nha. Đây là nhãn hiệu của chú anh chị mình xem giùm em nha. Bên kia là học để băng đĩa. Đây, chú anh chị mình xem nhãn hiệu giùm em. Cái này là em đang mở đài cho chú anh chị mình nghe nha. Đó, đài radio. Đó. Thùng là nguyên si là lặn luôn. Đó. Đó, cái này là em mở nhạc cho chú anh chị mình nghe thử nha. Đó. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 20 triệu bao ship toàn quốc chú ý cô chú anh chị mình luôn. Mã số 30K. 31K, một cái sập giường bằng cẩm lai nguyên con. Đó. Chứ rồi hai cái mà chúng em đã bán một cái rồi, giờ còn một cái nha cô chú anh chị mình ha.
Còn một cái nha, đây. Cái này chiều dài là 2m22. Dài là 2m22. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp, ốc là 7 màu cho chú chị mình luôn. Đó, chiều sâu vô là 1m8, hàng nguyên si là lặn. Đó, đố này á là dày là 4 phân. Gọt lại còn 3 phân nát nha. Cẩm lai nguyên con của chú chị mình về em bao cho chú chị mình có test cây thử luôn nha. Đó, test thử cây cũng phải đúng dây cẩm lai không nha. Cái đó là hàng em bao. Đó. Mã số 31K. Đó, của chú chị mình xem giùm em nha. Cái này là đều xài mỏng hết nha. Tất cả đều xài mỏng hết. Tuổi đời tầm 20 năm trở lên. Đây, cái sập giường này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 215 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1000 cây số nha. Đó, bao ship 1000 cây số là 215 triệu. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Lúc trước thì em bán là 230, 240 là lý do là em bao ship toàn quốc luôn. Đó, bây giờ nếu mà ở gần là 215 triệu là 1000 cây số. Còn nếu mình ở gần hơn nữa, chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho quý anh chị mình ha. Tại vì cái này, nếu mà cái sập giường này để nguyên như gì là khoảng 10 người ginh mới nổi. Đó, 10 người ginh mới nổi nha. Nó rất là nặng, tiền ship nó rất là cồng kềnh nha quý anh chị mình ha. Đó, đây, 215 triệu bao ship toàn quốc. Đây, tới mã số 32 là một cái tủ nha. Mã số 32 là cái tủ nha quý anh chị mình ha. Một cái tủ ly. Đó, tủ ly này bữa nay em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, không kể lời lỗ luôn nha. Cao là 2m2. Đó, cao là 2m2 nha. Còn một cái duy nhất. Đó, đường kính bề ngang của nó luôn là 1m14. Đó, 1m14 nha. Là nhỏ nhất. Lớn nhất của nó luôn là 1m20 mấy nha cô chú anh chị mình ha. Chạm chỗ rất là đẹp, qua văn họa tiết là cẩn ngóc rất là đẹp, 7 màu nha cô chú anh chị mình ha. Đó, chú chị mình xem giùm em một vòng. Đây, không thiếu mất một con ốc nào hết. Tủ này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 52 triệu bao ship cho quý cô chú anh chị mình luôn là 1000 cái số luôn. Đó, nó có 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn nha. Đó, ngăn kiểu rất là đẹp luôn. Đó, 52 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình 1000 cái số. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Đó, cô chú anh chị mình có về nếu mà không tin thì cứ test gỗ thử. Đó, em cho cô chú anh chị mình thử luôn. Đó, coi thịt ở trong của nó là ra sao, hoặc là cô chú anh chị mình chà ra coi có đúng hay là gõ hay là không. Cái đó là cô chú anh chị mình em cho cô chú anh chị mình cứ test thử. Đó, Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.